Chàng trai quyết kết hôn với bạn gái ung thư giai đoạn cuối. Biết người yêu chỉ còn sống được ít ngày, chàng trai Trung Quốc vẫn quyết cưới cô làm vợ. Cô dâu Di, 23 tuổi, sống ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị ung thư gan. Thời điểm phát hiện, căn bệnh của Di đã ở giai đoạn cuối. Kể từ đó, cuộc sống của cô chỉ còn biết tính từng ngày. Tuy nhiên, điều khiến Di luôn cảm thấy hạnh phúc và hy vọng chính là việc Tao, bạn trai cô, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ mặc cô. Ngược lại, Tao thường xuyên túc trực bên cạnh bạn gái và không ngừng động viên Di hãy cố gắng chiến đấu, chống chọi với bệnh tật. Thậm chí, kể cả khi biết Di sẽ chẳng còn sống được bao lâu, nhưng Tao vẫn luôn mơ được cưới Di làm vợ. Với mong muốn ấy, chàng trai đã quyết tâm tổ chức một đám cưới như mơ với người yêu. Trong tiệc cưới, hầu như tất cả mọi quan khách đều rơi nước mắt, một phần vì cảm động trước tình cảm của đôi bạn trẻ, phần vì thương cô dâu sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Bản thân Di và Tao cũng không phải là ngoại lệ khi nhìn nhau mà nước mắt tuôn rơi. Nhưng cuộc hôn nhân của cặp đôi chỉ kéo dài chưa được một tháng. Ngày 30 tây tháng 8 vừa qua, Di thanh thản trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người chồng và người thân.